đầu năm con đi xin xăm quẻ, cho con biết có người âm theo phá. Con đâu có chơi với cõi dưới đâu mà theo phá con. Bây giờ xuống tới cõi dưới rồi nè. Pháp Hòa không biết giờ Pháp Hòa ở cõi nào. Thưa đại chúng, là mình đi xin xăm á, quẻ cho biết là có người âm theo. Vì cái quẻ nó in ra 100 phạ 100 lá, 1000 lá, để 1, 2, 3, 4 vậy nè. Thì nếu mà ai lắc nhầm quẻ đó là có âm hết, chứ đâu phải mình. Mà nếu mà 1000 người bắt được cái quẻ đó là sẽ có 1000 người hiểu cái câu này là có người âm theo. Vậy bây giờ muốn biết là có chơi hay không thì đi kiếm mấy người cùng quẻ hỏi đi không. Đi xin xăm chi rồi để rồi bị âm theo. Mua xăm uống ngon hơn. Không có chuyện gì phải xin xăm cả. Quý vị không cần phải xin xăm. Mà nếu có xăm là xăm bổ lượng. Còn mấy cái xăm đó coi xong rồi lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, không bổ một lượng nào hết. Thà là nấu táo tàu, phổ tai, nấu mấy thứ vô, làm một nồi xăm bổ lượng ăn cho khỏe. Cầm một lá xăm về không bổ một lượng mà lo nguyên năm. Cái xin xăm nó không nằm trong đạo Phật. Cái xin xăm nó không phải của đạo Phật. Nhưng mà các chùa cho mình xin xăm là phương tiện, tùy thuận theo ý muốn của mình. Còn các thầy mà hướng dẫn đúng chánh pháp thì các thầy không có muốn mình xin xăm. Nhưng mà mình đi xin xăm là tại mình thích. Mà nó khổ nói đầu năm là muốn tốt mà đi xin xăm chi. Nói tốt, làm tốt, cái gì cũng muốn 100% tốt hết, mà đi tự nhiên đi xin xăm chi cho cái quẻ nó xấu về lo. Ai gặp mình cũng chúc hết á, chúc chị năm mới phát tài, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, nói đủ các lời chúc, cũng không đủ làm cho mình vui, mà có một cái xăm đó làm mình khổ này. Bây giờ Pháp Hòa không thể trả lời câu này được, tại vì xăm không có trong Phật giáo. Mà Pháp Hòa thì chỉ biết kinh Phật thôi, chứ không biết kinh xăm. Hỏi cái này thì Pháp Hòa không biết. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là cái này là mất tiền thêm lo. Có một bà cụ Pháp Hòa biết đó, tối nào đi ngủ cũng phải xin xăm. Mà bà lắc ra mà nhầm cái quẻ xấu là bà bỏ vô bà lắc lại. Cho nên tối đêm nào mấy đứa con cũng ngồi chờ bà lắc cho được quẻ tốt để dẫn bà đi ngủ. Bữa đó Pháp Hòa tới nhà chơi, Pháp Hòa chịu khó ngồi nói với mấy đứa con lựa hết mấy xăm cụ xấu cất đi. Cho bà lắc ra cái bà vui vẻ bà đi ngủ cho nó khỏe. Hết giờ nhớ cho biết nha. Tại có hợp đồng hết à. Lời đầu tiên con kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Xin nguyện 10 phương chư Phật gia hộ cho thầy mãi là ngọn đuốc soi sáng cho hàng Phật tử chúng con được nhận nhiều pháp bảo. Con có điều không hiểu mong thầy giải đáp. Khi Phật Bồ Tát nhập Niết Bàn lễ trà tỳ xong sẽ có kết quả của sự tu tập gọi là xá lợi. Còn hàng Phật tử chúng tại gia cũng tu tập bình thường, khi chết thiêu cũng có người để lại kết quả của sự tu tập. Thưa thầy, như vậy là sao? Và kết quả đó gọi là gì, hay cũng gọi là xá lợi như các bậc xuất gia chân chính? Mong thầy giải đáp. Trước hết trong này có 2 từ có thể quý vị đoán mà chưa hiểu kỹ. Trà tỳ, đó là một danh từ để chỉ cho ý nghĩa của thiêu. Nhưng mà mình dùng cái chữ thiêu hay là hỏa táng thì nó thường quá.
Lễ trà tỳ nghĩa là một cái lễ thiêu mà có tính chất long trọng, trang nghiêm, cho nên gọi là trà tỳ, đó là tiếng Phạn. Xá lợi là phiên âm từ tiếng Phạn, là cái chữ Sarani. Nếu dịch nghĩa xá lợi là linh cốt thì như vị này nói đó, xá lợi là kết quả của những vị tu hành. Ngày nay các Phật tử tại gia tu hành khi thiêu ra cũng có những cái viên. Nhưng mà thưa đại chúng là xá lợi không phải là những miếng xương màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Xá lợi không phải cái đó. Xá lợi phải là những viên như là ngọc, hoặc là một viên đá nhỏ nhỏ, nó nhỏ như hạt mè cũng có, còn có khi nó to như hạt đậu cũng có. Bây giờ thì không thấy đậu xanh, toàn phần lớn là đậu nành không à, tức là thấy xá lợi hột to to. Thì cái đó nếu mà lượm ra được mà đúng như vậy, đó là xá lợi. Còn những miếng xương màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì không phải là xá lợi. Nó chỉ gọi là xương thôi, chứ không phải là phần kết tinh của sự tu hành. Nhưng mà xá lợi từ đâu ra? Theo con người thường của chúng ta, chúng ta có nhu cầu sinh lý. Khi chúng ta có nhu cầu sinh lý thì chúng ta phải bài tiết. Nhưng mà các bậc tu hành thì các vị đó không có bài tiết sinh lý, mà khi mà cái sinh lý là các vị ngồi thiền để chuyển cái đó, dùng cái lửa thiền định để chuyển cái năng lượng sinh lý đó trong cái khoảnh khắc đó, thì lâu ngày cái đó nó kết tinh. Và khi nó đụng vào một cái ngọn lửa mạnh thì nó kết thanh, là chúng ta gọi là xá lợi. Như vậy thì xá lợi đó là do thiền định, do sự chuyển hóa nội tâm, chứ không phải bình thường. Và nó cần một thời gian tu tập. Và thưa đại chúng, cái đó mà các vị cũng không cố tình làm để lưu xá lợi, không bao giờ có. Vì thủy chung đạo Phật tu để có tâm giải thoát, chứ không phải để xá lợi. Còn nếu chúng ta có để xá lợi, đó là cái kết quả của sự tu thôi, chứ không có gì. Còn cái chính yếu của người tu là cái tâm tư mình hướng về là sự giải thoát khổ đau, sanh tử luân hồi, chứ không phải là ráng tu để xá lợi. Đừng có làm cái chỗ đó. Đạo Phật, Đức Phật chưa bao giờ nói một bài kinh nào mà ráng tu đi, niệm Phật đi để chết, thiêu để xá lợi. Mà Đức Phật chỉ hướng cho chúng ta có được một cái tuệ giác sáng suốt để nhận rõ các pháp là vô thường, để chúng ta đừng khổ đau khi vô thường, khi sanh tử. Còn chuyện sanh tử là chuyện thường. Cái này gọi là nhục thân. Nhục thân là cái thân thịt. Chết phải giải quyết, một là chôn, hai là thiêu. Thiêu xong rồi nó còn xương sọ, xương ống quyển vân vân, bỏ vô cái máy xay ra cho nó nhuyễn. Rồi giờ làm gì đây? Thuận tiện thì đổ xuống sông, đổ xuống gốc cây cho nó làm phân bón. Ở Việt Nam gần đây có một hòa thượng tịnh 103 tuổi, Pháp Hòa kính phục ngài vô cùng. Một cái đám tang không tốn hơn 400 đô. Thậm chí ngài không cho xây tháp, xây mộ gì cả. Ngài biểu đem ra ngoài giữa ruộng chôn xuống, để tôi trở thành phân bón cho cỏ cây, cho mọi người. Chứ tôi đến đây không có gì, quý vị đừng làm gì. Cho nên Pháp Hòa thích vậy. Tịch diệt vi lạc. Cái niềm vui chân thật của chúng ta là trở về được với sự tĩnh lặng của mình, chứ còn mấy kia chỉ là bóng dáng thôi. Ví dụ như tổ chức buổi cho quý vị nghe pháp vậy này, thì phải tổ chức để cho quý vị nghe vậy thôi. Nhưng mà quý vị không thể phải thành đạo đắc quả mở gì qua một cái buổi nói chuyện này cả. Mà nếu có thu lượng rồi đem về ứng dụng được cái gì, cái chỗ đó mới là cái chỗ muốn nói. Còn chị nghe đây này, nhiều khi mình là trí tuệ bấp vế. Phật có nói ba thứ trí tuệ, trong đó có một loại trí tuệ gọi là trí tuệ bấp vế. Giống như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, Pháp Hòa để một nắm kẹo trên cái đùi đây, một lát đứng dậy thì sao? Kẹo nó rớt. Có nhiều người như trí tuệ bấp vế, tức là nghe giống như kẹo để đùi, đứng dậy là quên hết. Nhiều khi đi về, trời ơi bữa nay buổi giảng hay quá trời quá đất, hỏi ông nói gì quên rồi. Đó, trí tuệ bấp vế.
Tại sao bánh xe chuyển pháp luân có 12 cây câm, có chùa con thấy có 8? Vậy 8 và 12 khác nhau như thế nào? Chùa nào thiếu thì để 8, chùa nào đủ để 12. Thưa đại chúng, là hai cái đó đều gọi là pháp luân hết. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp. Luân là bánh xe, luân là cái vòng tròn. Pháp luân nghĩa là bánh xe pháp. Thì cái bánh xe pháp đó có hai ý nghĩa. Nếu mà là cái bánh xe tám cái câm á, là tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo chính là con đường tu tập để dẫn mình đi tới được niết bàn hạnh phúc. Con người chúng ta có bốn cái khổ chính là sanh, già, bệnh, chết. Đó là bốn cái khổ của thân. Bốn cái khổ của tâm lý là cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ. Cái thân này nó thịnh nó suy, đó là khổ tâm lý. Còn cái khổ sinh lý, khổ thân đó là sanh, già, bệnh, chết. Đó là nói về cái khổ, mà chưa nói nguyên nhân nào mình khổ. Mà nó có cái nguyên nhân của khổ chứ đâu phải bình thường. Cho nên Phật nói khổ rồi Phật nói nguyên nhân của khổ. Và Phật cũng có nói một con đường hết khổ, đó là con đường bát chánh. Mình nói theo tiếng Việt là tám con đường chân chánh. Thì tám con đường đó là gì? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Tám con đường đó dẫn mình hết khổ. Tại vì sao? Khổ là tại vì mình không hiểu được lẽ thật. Mình thấy sai lầm, mình nói sai lầm, mình sống bằng sai lầm. Cho nên từ chánh tà kiến dẫn tới tà tư duy, tà ngữ. Mà hệ chánh kiến dẫn tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cho nên tám cây câm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Còn 12 cây câm á, không phải là thập nhị nhân duyên. Có nhiều vị không biết là nói cái đó bánh xe luân hồi đó. Ai mà tự nhiên dệnh cái bánh xe luân hồi lên chùa làm chi? Bánh xe đó gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Khổ tập diệt đạo mà được Đức Phật nói tới 3 lần. Một lần Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Lần thứ hai Đức Phật nói đây là khổ tôi đã qua, tôi đã biết. Đây là khổ tôi đã biết. Đây là nguyên nhân của khổ tôi đã biết. Đó là Phật biết. Rồi lần thứ ba Phật nói đây là khổ tôi đã qua, đây là tập tôi đã trừ. 3 lần chuyển pháp luân, 3 lần 4 là 12. Cái đó người ta gọi là tam chuyển pháp luân. Giáo lý tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo được nói 3 lần. Lần thứ nhất Phật chỉ cho mình biết cái tên gọi của nó. Lần thứ hai Phật nói những cái đó tôi đã hưởng rồi, tôi biết rồi. Lần thứ ba Phật nói tôi đã qua rồi, quý vị nên làm và quý vị sẽ được giống tôi. Gọi là thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Thị là chỉ, chứng là tôi đã chứng, còn khuyến là các vị nên hiểu, nên tu và nên đạt. 3 lần 4, 12. Cho nên cái bánh xe đó có 12 câm. Còn bánh xe 8 câm là bát chánh đạo. Tại sao thắp đèn cầy trắng, có khi con thấy một số người thắp đèn cầy đỏ? Và khi nào lại hai lại, khi nào lại bốn lại? Nếu hết đèn cầy đỏ thì sẽ xài đèn cầy trắng. Lúc đau lưng lại hai lại, hết đau lưng lại bốn lại. Thưa đại chúng, là cái vấn đề cúng đèn mà lại là nó thuộc phần nghi lễ, là do người sao mình đặt chứ Phật không có đặt nha. Phật không có đặt cái vụ đèn cầy đèn màu gì, và Phật không có đặt lại tôi mấy lại nghe, tự mình đặt. Tự mình đặt là con lại Phật, con lại ba lại. Tại vì lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Tự mình đặt thành nghi lễ để mình lại Phật. Chứ Phật không có tu rụt xương để cuối cùng chờ ba lại.
Ba lại là do người sao quy định thành một cái lễ nghi để bày tỏ niềm cung kính đối với Tam Bảo. Cho nên lại Phật lại bay lại là Phật Pháp Tăng. Lại người chết chưa chôn, lại hai lại. Tại sao hai lại? Bởi vì cái người đó chết là thuộc về người âm, nhưng mà chưa đi chôn thì cũng còn ở dương thế, cho nên lúc này là âm dương còn giao thoa. Còn có cái ý nghĩa thứ hai là gì? Chân đế và tục đế nó dung nhiếp với nhau. Chân đế là lẽ thật ở đời, chết là xong. Nhưng mà tục đế là phải có cúng, có tụng, có làm đám để nó ấm cúng. Chứ không thôi thấy nó lệch lạc, nó lạnh lùng, nó cái gì nó thiếu sót. Cho nên mình tổ chức tang lễ là tục đế, theo cái thế tục mình làm cho nó có cái lễ nghi. Còn đạo lý là gì? Mục đích cũng là chôn thiêu là xong. Rồi hộ giữ cái hũ cốt đó là tục đế. Nói cho đường cùng, nói cho đúng chân lý là gì? Cát bụi, về cát bụi, thả xong, thả trên núi, thậm chí khỏi thả đâu hết, nói với nhà hoàng cho vô thùng rác luôn cũng được. Nhưng mà mình không làm vậy được. Thế gian mình làm vậy mình thấy có cái gì nó ngắn quá. Cho nên mình tạo cái lễ nghi đó, giữ hũ cốt, đem vô chùa thờ vân vân, để cái hình thờ đó là tục đế. Thế tục. Ví dụ như là mình ở ngoài đời mình uống nước trà, Việt Nam mình tàu uống nước trà, cho nên cúng cũng trà. Chứ còn mấy nước kia người ta có uống trà đâu. Ví dụ vậy. Rồi Việt Nam mình ăn đũa thì mình cúng đũa. Chứ nếu mà Ấn Độ khỏi gì hết, nhiều khi mình đưa ra đũa ta nói what's this nữa. Ấn Độ ăn bóp. Vậy thì đừng có bắt buộc là trên bàn thờ phải đúng ba đôi đũa. Tại vì mình, cái văn hóa của mình cúng đũa, xài đũa, mình cúng đũa. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra hai lại là tục đế và chân đế. Hay ý muốn nói âm dương. Cho nên lúc chết ta để cái trứng gà đó, đem cái trứng gà luộc á, cái trứng gà luộc để trong chén cơm á. Tại sao không để sống rồi luộc lên chi? Luộc lên cho nó chắc. Và khi mà nó luộc nó chín rồi, nó cô động thành hai màu, màu vàng và màu trắng. Màu trắng là dương, màu vàng là âm. Cho nên để cái trứng gà tượng trưng cho âm dương. Không phải của Phật nha. Cái đó là của thế gian, của tập tục, phong tục của Á Đông mình. Cho nên hay lại là đạo Phật có cái hay là đi đến đâu có thể hội nhập được với văn hóa truyền thống của đất nước đó, chứ không có chống bán. Bây giờ quý vị cúng kiến thì quý vị cứ, cái cúng có đâu có sai, hiếu thảo mà, không có chống. Nhưng mà quý vị cúng bằng chánh tín thì cái cúng này nó mang đậm cái ý nghĩa hơn. Thí dụ mình đem ba chén cơm cũng được, không có một chén cũng được. Đừng có bắt buộc phải ba chén hay là phải bao nhiêu chén. Thí dụ vậy, nhưng còn quy định cái số nào đó là tượng trưng. Rồi, đây là cũng một cái. Rồi thêm một cái tục nữa. Người nào mất dưới 60 tuổi thắp đèn cầy trắng. Từ 60 tuổi trở lên mới thắp đèn cầy đỏ ở cái bàn linh á, cái bàn người mất á. Vì 60 tuổi trở xuống chúng ta không được gọi là hưởng thọ, mà phải gọi là hưởng dương. Vì hưởng dương cho nên đèn trắng, để biểu tượng là người này còn trẻ. Từ 60 tuổi trở lên gọi là hưởng thọ, 70 tuổi gọi là trung thọ, 80 tuổi gọi là thượng thọ, 90 tuổi trở lên gọi là đại thọ. Và chúng ta quy định như vậy để nó có cái nhìn vô người ta biết thôi. À, đến cái bàn thờ thấy đèn cầy trắng biết cái người mất này còn nhỏ. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói mình còn sống nè, không ai dám tới hỏi chị hưởng dương được nhiêu. Chết à. Tết nhất mà đấy. Gặp cái sao Tết này hưởng dương nhiêu rồi à? Không xong rồi đó. Rồi thì mình gặp nhau hỏi năm nay là gì? Hành canh. Hành canh là cái tuổi hiện anh đang hiện hành của anh là nhiêu. Cho nên cầu an là phải đọc khác. Ví dụ như nguyện cầu an cho Phật tử Nguyễn Văn Bông,
pháp danh là Thiện Hoa, Thiện gì đó, Hành Canh 23 tuổi. Hành Canh đó là tuổi hiện đang hiện hành, chứ nay Hưởng Dương 23 tuổi. Chùi chà, rút tiền cúng lại. Vậy thì cái đó là phong tục chứ không có. Nhưng mà cái này nó thuộc về phong tục, cái tập tục của thế gian, của người Việt, của người Hoa của mình. Mà đạo Phật đi tới là hội nhập, hội nhập. Cho nên mình không có gì chống bán cái chuyện này. Cái gì nó hay mà mình làm đậm thêm ý nghĩa. Ví dụ như người ta cúng vậy mà người ta cũng giải thích, ta cúng mà người ta giải thích, còn giờ Phật giáo giải thích. Bây giờ giải thích xong rồi đại chúng sẽ thấy từ nay mình cúng, mình nương cái phương tiện thế gian mà mình hiểu rất rõ, cho nên không có ai nói mình mê tín được hết. Mình làm bằng rõ ràng cái ý nghĩa mình hiểu mà. Tôi hiểu mà, cho nên tôi làm, nhưng mà tôi hiểu được ý nghĩa. Cho nên cái mê là ta không hiểu, người ta mới kêu mình mê. Còn mình hiểu mà mình làm trong cái đạo lý, trong cái phong tục đó, và mình có đủ khả năng mình giải thích, thì cái đó làm mà không mê, biết mình đang làm gì. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ăn chay. Mình ăn chay là mình đi máy bay, mình bữa đó mình quên đặt đồ chay. Rồi bây giờ người ta mang trên máy bay, người ta không có đồ chay sẵn. Bây giờ người ta mang cái gấp bánh mì sandwich, có ham, có cheese, có salad. Lột cái miếng đó ra, bỏ ham ra, rồi kẹp lại cái nó chay. Cái đó gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Lúc mình gặp cái chỗ mà gọi là khó khăn thì mình phải tùng. Tùng là gì? Đi theo. Quyền là tạm, ăn cho đỡ đói. Chứ mình có thành Phật, bữa mình nhiều khi mình ăn chay nguyên chất đó cũng có thành Phật đâu. Đó, có nhiều người mình ăn chay nguyên tháng mà nấu rất kỹ đó mà cũng có thành Phật đâu. Vậy thì khổ sở chi một miếng bánh mì đó. Rồi thí dụ mình ngồi vô trong sở, mình ăn cơm với bạn, rồi bạn lấy mắm, nước mắm đồ ra ăn, rồi mình cứ ngồi bình thường mà lỡ nó văng ra miếng, nước mắm cũng có sao đâu, thơm mặn mòi thêm chứ có sao. Vậy bà lợi nói chị ngồi xích ra bữa nay ăn chay. Bà kia bà bực rồi. Hay ha, đừng xin tôi ngày mai. Có bữa tới xin miếng nước mắm cho ngon, mà bữa nay một sợi văng qua không ăn. Kính bạch thầy, làm ơn chỉ cho con mấy điều. Trước kia con thường trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa một hoặc hai bộ rồi nghỉ, kế trì Tụng Lương Hoàng Sám một hai bộ rồi nghỉ, kế con trì kinh Địa Tạng vài tháng rồi nghỉ. Trong thời gian tụng mấy kinh trên đều có chú Đại Bi Ba Biến và Hồng Danh Bảo Sám 2 ngày 14 29. Nhưng tháng gần đây con thay đổi, mỗi sáng con trì Diệu Pháp Liên Hoa Ba Biến, chú Đại Bi và niệm ngàn Phật Di Đà. Buổi trưa thì con trì chú Đại Bi 21 và trì niệm ngàn 1000 Phật Di Đà. Buổi tối con trì Hồng Danh Bảo Sám và Ba Biến chú Đại Bi 1000 Phật Di Đà. Rồi thầy đọc xong này thì cũng mệt nghỉ luôn. Tại vì trong này cũng nói tụng xong rồi nghỉ. Thì mình đọc xong cũng mệt nghỉ. Thưa đại chúng, là như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, cái sự hành trì của mình đó là nó tùy theo hoàn cảnh, thời gian, khả năng của mình, chứ không có đúng sai gì hết. Không phải là tụng kinh Pháp Hoa rồi Phật phù hộ, tụng Lương Hoàng Sám mới hết tội, không phải. Miễn quý vị có đủ thời gian, quý vị hành trì ngày đó là coi như là quý vị có món ăn cho tâm. Một ngày ăn 3 cử cho thân, thì bây giờ kiếm thời kinh cho tâm. Rồi cái món ăn của tâm đó món gì cũng được, tùy theo cái thời giờ của mình. Con nó đói nheo nhóc, nó bò lết bò cạn chờ má, đợi má Lương Hoàng Sám đi con. Nó nói má ơi con bò như lương rồi nè, con bò như lương rồi, giờ má Lương Hoàng Sám gì nữa, má Hoàng Sám giùm cho con đi.
tu nó rất là uyển chuyển, tu rất linh động và tu không đau khổ. Vì vậy mà cái chùa của mình cất á, mình xây cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Chùa là phải mình làm cái mái cong, mà lỡ ở Mỹ không biết cong cong vừa vừa cũng được. Nếu nó không là cong cong. Nhưng mà cái đó là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển. Thì Phật tử chúng ta tu cũng thế. Đức Phật không hề áp đặt một cái điều kiện gì đối với Phật tử khi tu cả. Mình tụng kinh gì cũng được, mà quan trọng là có ba kinh cần tụng mỗi ngày: chuyển tham, chuyển sân, chuyển si. Ba kinh đó cần tụng. Cho nên thật sự ra Pháp Hòa trân trọng cái thời gian mà quý tụng như vậy. Bản thân Hòa cũng tụng dữ lắm, Pháp Hòa cũng lại Phật mỗi ngày, Pháp Hòa cũng trì kinh nhiều lắm. Có nhiều lúc Pháp Hòa trì kinh 3 ngày, một ngày một cuốn Pháp Hòa vậy. Năm nào khóa tu mùa đông ở bên chùa bên Canada là tổ chức một khóa tu mùa đông là trì kinh suốt từ sáng tới tối. Thì cái đó là một phương tiện để chúng ta nhiếp tâm. Đó là một phương tiện để nhiếp tâm. Và biểu ngồi thiền, ngồi thở hoài, ngồi nó nghẹt thở chứ không biết thở. Thì bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tụng kinh, rồi chư tổ mới soạn ra một cái nghi thức tụng dày 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 cho mình để mình theo đó mình làm. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó thử tạ nè, mới đầu nó cũng thử cục tạ 2 phao rồi 5 phao, chứ nó đâu có bưng biên cục 50 phao liền gãy xương sống chết. Cũng như thế, mình tu tiệm tu, cứ từ từ tụ. Rồi bây giờ hỏi nè, vừa rồi đi chùa gặp một cô bạn nói chị tụng lung tung, làm sao về Tây Phương cho kịp? Chùa chùa chỉ trì A Di Đà Phật và tụng kinh A Di Đà mà thôi. Có lẽ cô thấy con già quá, 78 tuổi rồi, sợ con đi vòng vòng không kịp. Phải không thầy? Ai long luôn. Nhưng con cảm thấy không được an lòng, xin thầy cảm ơn làm phước. À, xin thầy làm ơn làm phước cho con một điều, dạy con làm thế nào cho con vững lòng đi tới. Vì con chỉ tin tưởng một lời khuyên bảo của thầy mà thôi. Cái này mới chết đấy. 78 tuổi mà còn viết thơ vậy nè, thì quý vị tưởng tượng hồi 28 tuổi, 18 tuổi mà viết cỡ nào nữa. Thưa bác, là bác cứ yên tâm, nếu mà bác có thời gian, bác đã hành trì như vậy, bác cứ hành trì đi. Bác đừng có lo là bác đi không được, tại vì ở xứ này Mỹ đã sẵn sàng hết rồi. Đấy không? Đừng có bị những cái gì mà không phải niệm Phật Di Đà đi mới mau, tụng mấy kinh kia đi lòng vòng. Không có, yên tâm. Thà nữ cái chuyện mà mình tu tập như nãy mà nói với mình rất là đơn giản. Bây giờ thí dụ bây giờ hiện thời bác còn khỏe nè, bác còn thấy đường, bác còn sức, bác cứ tụng đi. Rồi mai mốt bác yếu, bác không còn tụng gì nữa, bác niệm Phật. Không sao hết á. Cái quan trọng là hiện tại bây giờ mình còn đủ sức khỏe và đủ ánh mắt sáng để mình nhìn kinh, nhìn chữ, mình tụng thì cứ tụng thôi. Đến một lúc nào bác muốn tụng, không còn sức để tụng, thì chừng đó bác tùy nghi niệm Phật. Nhưng mà bác cũng đừng có bị vướng vấp là một ngày phải 1000 câu danh hiệu Phật. Còn bữa nào thiếu một chút là Phật quở. Không có đâu, Phật thông cảm đó. Tại vì ngày xưa Phật cũng thọ có 80 tuổi rồi. Phật thọ có 80 tuổi thôi. Cho nên thưa đại chúng là, thí dụ như mình cứ tưởng tượng một bà cụ 78 tuổi, lẽ ra giờ này là coi như là không muốn làm gì hết, enjoy thôi, mà chịu khó tụng vậy là mình thấy mình phục rồi. Đây là Bồ Tát thường tụng kinh nè. Cho nên bác cứ yên tâm bác tụng. Đến một lúc nào sức khỏe bác yếu rồi thì bác cứ tùy hỷ bác niệm Phật, bác tụng. Thậm chí bác chỉ còn một câu niệm Phật cũng được. Còn bây giờ còn khả năng tụng cứ tụng. Người trẻ mà nghe bà cụ này như vậy là phải tinh tấn hơn nữa nè. Bà cụ 78 mà còn tụng như vậy nè, mà mình không lo tu là mình sẽ bị tụng.
Nếu mình đi chùa tụng kinh niệm Phật thì gọi là theo pháp môn tịnh độ. Nếu mình chuyên tu niệm Phật thì gọi là pháp môn niệm Phật, hay cũng gọi là pháp môn tịnh độ. Thưa đại chúng, cái pháp môn tịnh độ là do mình đặt, chứ Phật cũng có nói pháp môn gì đâu. Phật đi tới cái chỗ đó, cái ông đó nói: Đức Thế Tôn ơi, con loạn tâm quá, Phật dạy ông niệm Phật. Mà Phật cũng không hề nói: nè, cái này là tịnh độ nha. Rồi ông kia, ông bà kia bảo loạn tâm của Phật, nói Phật dạy ngồi thiền. Phật cũng nói: này, cái này là thiền tông đó nha. Cái tông là do mình đặt. Thiền tông, tịnh độ tông, luật tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, pháp tướng tông, duy thức tông, 10 cái tông phái đó là do các tổ sau này đặt. Chứ nguyên thủy Phật giáo không có tông gì hết. Mà Đức Phật là tùy bệnh cho thuốc. Gặp người nào khổ gì Phật nói đó. Chứ Phật không có bao giờ Phật chuẩn bị tông gì để nói hết. Còn mình bây giờ đi tới đâu muốn quảng cáo cái tông của mình. Cho nên Phật không hề có tông gì. Mà chư tổ sau này bắt đầu mới collect lại lời dạy Phật, rồi chia ra từng phần, bắt đầu đặt cho nó cái tên. Nói như vậy để đại chúng hiểu, mà mình không có bị chấp trước, chứ không phải mình nói các tổ sai nha. Mình hiểu là cái nguyên do nào có chữ tông. Thưa đại chúng, là khi mà mình niệm Phật, tụng kinh hay là ngồi thiền, mình cứ đơn giản vậy nè: tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền giúp cho tâm tịnh, đừng có vướng tông gì hết. Mà nếu là tịnh độ là gì, hiểu không? Tịnh là lắng sạch, độ là quốc, độ là nơi chốn. Cái nơi chốn nào mình ngồi mà mình yên tâm là tịnh độ. Ví dụ như quý vị ngồi đây nghe pháp không sợ mất giày, thì quý vị đang là tịnh độ, đang ở tịnh độ. Quý vị không sợ mất phone, mà quý vị không cần phải cứ lâu lâu check coi có iPhone không, ngồi nghe pháp thoải mái. Mấy chục năm, mười mấy, hai chục năm nay nói phone nhiều rồi. Và thường là tôi nói bắt người khác nghe không. Bữa nay tôi bị quả báo, ổng nói tôi nghe. Thì bây giờ mình cứ ngồi thoải mái và không có gì lo lắng là tịnh độ. Chữ độ là quốc, độ là nơi chốn. Tịnh độ không phải ở cõi phương Tây duy nhất. Tịnh độ có thể ở phương Đông, phương Nam, phương Bắc và khắp mọi phương. Cho nên mình mới có câu: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Tây phương là tịnh độ. Tịnh độ mà Tây phương là tịnh độ của Phật Di Đà. Tịnh độ Đông phương là tịnh độ của Phật Dược Sư. Tịnh độ phương Bắc là tịnh độ của Phật A Xúc. Như vậy thì 10 phương này phương nào mà không có Phật? Không lẽ giờ Phật Di Đà ở tịnh độ rồi Phật Di Đà ở đâu? Phải không? Cho nên là tất cả các Phật đều ở tịnh độ hết. Giống như mình nói nè: chùa tôi là tịnh độ. Không lẽ chùa tôi địa ngục? Chùa nào có an lạc là tịnh độ. Lúc nào mình ngồi có an lạc là tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Lúc nào tâm mình an tịnh là lúc đó là quốc độ của tịnh độ. Cho nên một người đệ tử đi ở trên Houston về Dallas, ông thầy mới hỏi: ta nghe nói Houston ồn ào lắm phải không? Người đệ tử chắp tay thưa: bạch hòa thượng, quốc độ con an ổn. Ông thầy nói: khá, ngồi chơi. Hòa thượng muốn thử lòng: ta nghe nói ngươi đi từ cái thành thị đó về, ở đó ồn lắm phải không? Và bạch hòa thượng, dù nó ồn cỡ nào nhưng mà tâm con tịnh. Cho nên người đệ tử trả lời: quốc độ con an ổn, mà không trả lời thẳng câu hỏi. Thay vì hỏi ta nghe nói chỗ đó ồn lắm phải không, thì thay vì ông này nói: dạ nó ồn dữ lắm thế này thế kia, nói: dạ quốc độ con an ổn. Cho nên có một người đệ tử tới: dạ bạch thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói: vậy con đừng động tâm. Quý hiểu được chỗ này ha. Cho nên tu thiền cũng là tịnh độ đó. Tại vì thiền là tịnh, lắng xuống là mình có tịnh độ. Ngồi tụng kinh cũng là tịnh độ.
Ngồi niệm Phật cũng là tịnh độ, nghe Pháp cũng tịnh độ. Tại mình nghe Pháp rồi tâm mình yên, mình lắng mọi đau khổ sầu thương của mình xuống là tịnh độ. Chứ không phải tụng niệm Phật là tịnh độ. Nhưng mà người ta gọi tạm cái danh từ đó để phân biệt với thiền vậy thôi. Chứ còn nếu mà cho đúng cái nghĩa của chữ tịnh độ là khi nào tâm an là tịnh độ. Vậy thì bây giờ niệm Phật mới có tịnh độ, rồi không lẽ thiền không có tịnh độ? Không lẽ tụng kinh không có tịnh độ? Thưa Thầy, theo Phật Thích Ca giảng dạy là chúng ta phải nỗ lực tự tu để được giác ngộ. Vậy trong lịch sử có minh chứng là Ngài đã giới thiệu những vị Phật khác như Ngài Di Đà hoặc Ngài Dược Sư v.v. để cứu cánh. Sự cầu nguyện có được thành tựu hay chỉ là mang lại sự an tịnh, vì chúng ta cũng phải trải qua nhân quả và luân hồi. Xin Thầy giải rõ. Dạ đúng như vậy. Thế gian chúng ta thường mê lầm nhân quả. Chúng ta thường rất sợ cái quả, nhưng mà chúng ta không hề sợ tạo nhân. Lúc chúng ta tạo nhân chúng ta đâu có ngán. Chỉ khi quả nó đến chúng ta mới ngán thôi. Cái đó là cái chỗ vướng vấp của chúng sanh mình. Pháp Hòa ví dụ, khi mình giận quá, mình vô trong cái nhà bếp, mình lấy cái cây dao, cây kéo gì, tôi chém chết cái thằng này. Người ta cản, tôi nói trời ơi đừng có làm vậy, đừng có cản tôi chém chết nó rồi tôi ở tù tôi cũng chịu nữa. Mình hay nói câu vậy đó. Để tôi đánh nó rồi tôi chịu cái gì tôi cũng chịu. Tại vì mình luôn luôn là sống theo cái nóng giận, cái phiền não nó lôi mình khi mình tạo nhân. Nhưng mình chúng ta không bao giờ sợ quả. Nhưng thí dụ lỡ mà mình do cái nóng giận mình phục một cái đúng ngay cái người đó chết, trời chúng đó mình buông cái dao xuống ngồi nghe nó luôn. Trời ơi tôi giết người rồi. Coi phim thấy hoài chuyện đó. Rồi lúng túng nó sợ, nó che, nó giấu, nó làm. Mà lúc mà nó nóng lên đâu biết gì đó. Thì cái khác của chúng ta là chúng ta sợ cái quả mà chúng ta không sợ nhân. Mà bây giờ biểu chúng ta mà chúng ta có cái khuynh hướng là gì? Xin Phật. Xin Phật. Thì bây giờ Phật cũng phương tiện. Phật thấy mình tới xin mà giờ Phật nói được. Phật nhờ Phật khác. Phật nói có ông Phật tên Dược Sư bệnh cầu ổng. Nhưng mà nếu mà nói trên phương diện tâm lý là khi mình lo mình tụng kinh, mình niệm Phật, có một khoảng thời gian nào mình quên bệnh, không nghĩ tới cái bệnh, cũng là một phần dưỡng bệnh. Tại bệnh tật mà nó tăng trưởng là do cái tâm mình quá sợ hãi với cái bệnh đó. Cho nên khi chúng ta focus, chúng ta đưa tâm mình trở về với Phật để Phật phù hộ, thì tự nhiên mình tâm lý là mình feel là mình có Phật phù hộ. Cái thứ hai là mình không nghĩ tới bệnh thì cái tâm lý bệnh đó nó giảm. Tâm lý bệnh và cái thân thể bệnh nó có liên quan. Tâm mà lo lắng là cái bệnh nó lên. Pháp Hòa ví dụ, ai bệnh đau bao tử coi, lo lắng một ngày là bắt đầu đau bao tử liền. Rồi bình thường ngủ rất là ngon, ngáy muốn bể nhà, nhưng mà khi có sự lo lắng bất an ngủ không được, uống thuốc ngủ cũng không ngủ được, mà bình thường nằm đâu ngủ đó. Như vậy rõ ràng tâm lý nó liên hệ tới thân thể. Thì đạo Phật á, là vô lượng pháp môn, ai bệnh gì cho thuốc nấy. Mình đang bệnh tâm lý thì Phật tâm lý trị mình. Bây giờ chết sợ đọa địa ngục quá, ham đi Tây Phương cực lạc, hỏi chi vậy? Dưới đáy ao sen lót những sa cừ mã não, khi đến Tây Phương chư thánh trỗi nhạc rước vào. Rồi giờ muốn cho mình nhớ, nhớ thở xưa kia, non nước an lạc thái bình, thái bình. Thì các tổ mới chế, các hòa thượng mới chế lại, đến cánh Tây Phương hòa lao trổ rạc bốn mùa, bốn mùa. Đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hương mùi hoa thơm ngát. Ở chi nơi đây, ở chi nơi đây, nở trần dấn dương, nở trần dấn dương. Lúc đến Tây Phương, chư thánh trội nhạc rước vào, rước vào. Nghe khoai quá. Bây giờ anh sợ đọa địa ngục thì tâm anh đừng tạo nghiệp. Anh không tạo nghiệp là anh không nghĩ việc xấu. Bây giờ anh nghĩ Phật, miệng anh không nói xấu là anh niệm Phật, thân anh không làm xấu là anh ngồi lần chuỗi.
Lần chuỗi niệm Phật là ba nghiệp thanh tịnh: thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Mà mượn Phật Di Đà kêu mình, chứ còn bình thường mình kêu không được. Vì nhờ sợ đọa địa ngục, muốn lên Tây Phương phải tịnh ba nghiệp. Mà tịnh ba nghiệp thì không tạo nghiệp. Cho nên Phật Thích Ca chỉ giới thiệu, mà giới thiệu đây là phần kinh điển Đại Thừa, chứ còn không có trong bộ kinh Nguyên Thủy Phật Giáo. Đây là thuộc về kinh Đại Thừa sau này, mấy trăm năm sau khi Đức Phật mất thì có những bộ kinh điển Đại Thừa được xuất hiện. Và đó là một cái hình thức. Ví dụ như bây giờ mình đặt một câu hỏi là kinh Đại Thừa do Tổ soạn ra đi, ví dụ mình đặt một câu nói như vậy cũng không sao. Chư Tổ mà soạn ra thì các ngài cũng đâu có tự ý đặt, mà các ngài dựa theo ý kinh, lời Phật để các ngài hướng dẫn cho nó phù hợp. Ví dụ như bây giờ nè, Phật tử mình đi chùa, mà bây giờ nếu mà tụng kinh mà bằng tiếng Nguyên Thủy, tiếng Hán không, mình không hiểu gì hết đó. Bây giờ bắt đầu viết kinh ra bằng tiếng Việt, chuyển kinh, dịch kinh ra bằng tiếng Việt. Quý vị có biết cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê không? Cái bài đó mình kêu là bài kinh phải không? Đúng ra là bài sám. Mà bài sám đó ai viết biết không? Do một hòa thượng người Việt Nam mình viết ra. Nhưng mà viết những cái lời trong đó có gì sai với ý Phật không? Thì cái đó cũng phải được tiếp nhận là kinh. Tuy rằng hòa thượng viết, nhưng mà hòa thượng dựa theo ý kinh lời Phật. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng. Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành. Những câu đó hay quá chừng, đọc tới đâu thấm tới đó. Hòa thượng viết bài đó khi ngài mới có 26 tuổi. Bây giờ ngày 95 tuổi rồi. Cho nên thưa đại chúng là, thí dụ như là trong Phật giáo Việt Nam mình có cái lễ hoa hồng cài áo đó, trong cái mùa Vu Lan đó. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là lễ hoa hồng cài áo chỉ có trong Phật giáo Việt Nam, chứ không có trong bất cứ một Phật giáo nào khác, trong cái truyền thống Phật giáo nào khác. Vì cái lễ đó được một hòa thượng người Việt đề nghị ra để chúng ta sử dụng trong cái lễ Vu Lan, là cái mùa nghỉ ơn cha mẹ. Và chúng ta không có một ngôi chùa Việt Nam nào mà hình như thiếu cái phần lễ cài hoa hồng hết. Mình cũng đâu nói nó sai được, tại cái đó nó đẹp mà, nó đưa chúng ta trở về mà. Con kính xin thầy từ bi giảng cho con làm sao buông được cái ngã trong khi tu. Ủa, nó ngã rồi còn dựng lên chi nữa. Con hiểu cái biết và cái tôi không phải một. Thật sự ra đó, thưa đại chúng, là trong Phật giáo đó, có một cái giáo lý gọi là vô ngã. Đã nói là vô ngã thì không có cái gì để diệt ngã. Tại vì nó là vô mà có cái gì đâu kiếm cách để diệt nó. Nhưng mà nếu mà nó là ô, có phương pháp nào để diệt ngã hay không, là một phương tiện để nói. Chứ bản thân ngã nó đã là vô thì có cái gì là hữu để mà chúng ta kiếm cách chúng ta diệt. Cũng giống như chúng ta nói hư không, có cách nào diệt hư không không? Nó để lát tôi diệt hư không cho. Hay là trong kinh nói hư không khả tận, phong khả kế, hư không có thể hết. Mình có thể đếm được gió, mình có thể đếm được hư không. Hoặc là hư không có thể biến mất, hư không có thể không còn. Và gió mình có thể đếm được, là hư không khả lượng, phong khả kế. Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức, không thể nói hết được công đức của Phật. Đó là một cái ví dụ để nói lên công đức Phật. Chứ thật chất hư không không bao giờ hết. Làm sao đếm được gió? Thì ở đây cũng vậy. Chỉ cần chúng ta hiểu trước hết chữ ngã là gì, từ con người mình cho đến tất
cả mọi sự mọi vật trên thế gian này, bản thân nó không có cái gì mà một mình nó có thể có mặt được. Thì thí dụ như đấy, tôi có mặt ở đây một mình, đúng không? Nói thì đúng là tại vì ta thấy rõ ràng mình lái xe mình. Nhưng mà suy cho nghĩ cho kỹ là vậy nè, không có chiếc xe mình tới đây với ai? Rồi có chiếc xe mà không có xăng thì làm gì mình được tới đây? Rồi nếu mà có xăng mà không ai lọc xăng rồi bán xăng, rồi làm gì mình có ở đây? Cho nên sự có mặt của mình ở đây, dù đi một mình theo như mình nói, nhưng mà thật tình mà quán chiếu thì hàng ngàn những cái yếu tố để đưa mình tới đây. Như vậy sự tới đây một mình không có. Tôi viết cái cuốn sách này mình tôi. Nói thì đúng là tại người ta thấy mình viết mình, nhưng mà thật chất mà nói, cuốn sách đó có mặt là nhờ cơm, nhờ cháo, nhờ rau, nhờ nước trà, nhờ đủ thứ hết để giữ sự sống cho cái người viết đó. Vậy thì người viết đó ngồi viết, nhưng mà âm thầm bên trong trợ duyên cho cái ngã đó nó có mặt là gì? Cái duyên. Vậy thì cái ngã này là do duyên sinh chứ không có gì cả. Thí dụ như chữ xả, từ bi hỷ xả, thì đại chúng sẽ hiểu xả là gì? Xả là buông, xả là let go. Nhưng mà đợi ôm một cục rồi mới let go thì cũng được, nhưng mà hơi cực. Còn cái nghĩa đúng của chữ xả là vậy nè: khi sự việc nó đến, chúng ta không chấp và không giữ, ngay đó là xả. Đừng chấp là xả, chứ không phải đợi ôm rồi mới buông. Cho nên cái nghĩa thật của chữ xả là đừng dính mắc. Ví dụ như là quý vị chưa gặp Pháp Hòa, quý vị tưởng tượng: trời ơi, tôi thấy ông ngồi trong phim bự lắm, thế này thế kia, mà sao bữa nay tôi ra tôi thấy ông nhỏ ông con như vậy. Cái đó là tại vì mình dính với cái hình đó, rồi bữa nào nó không đúng cái hình đó nữa mình hỏi ơn. Cho nên thưa đại chúng là xả là đừng dính bất cứ cái hình tướng nào mình thấy được. Mình đã là không, tất cả mọi vạn pháp, cái máy quay phim, cái bình hoa này không có tự một mình nó có mặt được. Và thậm chí cái người cắm hoa nó: tôi cắm bình này mình tôi đó, bình hoa này cũng phải mình được. Nếu mình có cái nghệ thuật cấm mà không có mút thì cũng không biểu diễn được cái nghệ thuật của mình. Vậy thì cái ngã mình có mặt là nhờ những cái duyên khác để làm cho ngã mình có mặt. Ví dụ như tôi đóng vai chánh, tôi rất là tự hào, xin lỗi không có gì tự hào hết á. Hàng ngàn người phải đóng vai phụ, thậm chí đóng vai ác để cho anh được làm vai chánh. Như vậy cái chánh của anh là build up bằng hàng ngàn những cái yếu tố khác. Cái ngã của anh là được build up, được ủng hộ bằng những cái yếu tố khác, chứ bản thân anh không có gì hết. Phải tâm niệm như vậy thì mình mới không đau khổ với bất cứ những công trình nào mình làm đó. Thí dụ như bây giờ mà mình làm công quả rất là nhiều, mà bữa đó mình buồn rồi, mình không có tới đó nữa. Bây giờ tới đó mà coi, tôi hết đó. Cái bàn nó cũng có tôi, cái thùng nó cũng có tôi. Thành thử ra mình đi mất rồi mà ngã mình còn khắp hết. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng là mình không có gì hết, sở dĩ mình được xây dựng lên, cái ngã đó mình nghĩ mình xây được xây dựng lên nhờ những người khác, nhờ những yếu tố khác. Phải quán như vậy. Và thường xuyên phải quán là ta không là gì thì ta mới là tất cả. Quý vị đặt cái bánh ít trần, đặt nó cái tên rồi thì không ai dám kêu nó là sơ nước đó. Nhưng mà thật sự nó cũng là bột nếp thôi. Nhưng mà mình dò nó vô, mình bỏ nó vô cái này rồi mình bỏ nước đường kêu sôi nước, hấp khô ăn nước mắm kêu ít trần, nhân dừa màu xanh hấp khô có lá chuối kêu bánh quy. Nhưng mà thật sự nó bột nếp thôi. Cho nên đó, ta không là gì thì ta mới là tất cả. Còn ta là gì thì ai dám gọi mình là gì nữa. Phải quán mình không có lại gì hết. Thí dụ bây giờ mình làm được một cái việc gì đi, ai có khen mình, nói dạ không, cái này á, thật sự ra còn nhiều người phụ lắm, mình tôi không có làm được cái gì đâu.
Một mình, ví dụ mình khen nó, trời ơi, làm một mình á. Như nãy vô thăm thầy trụ trì thì mấy sư cô mới khen nó, trời ơi, cái chùa này là một mình thầy hết á. Thế thầy mới nói, không, sao mình tôi làm được. Thật sự ra trên cái hình thức là mình thấy thầy một mình đóng cửa khổ, nhưng mà thầy nói chân lý đó, một người làm sao làm. Ví dụ như tôi muốn lót gạch mà không ai làm gạch thì tôi lót với ai? Thì cái ngã này từ đâu mà ra? Duyên có gạch mới build được cái ngã này. Cho nên quý vị nói, trời ơi, thầy đó giảng hay. Thầy giảng hay, thầy không có gì hay hết đó. Thầy mượn lời Phật dạy để thầy hay thôi chứ không có gì hay. Cho nên một thầy giảng sư cũng không nghĩ mình hay gì cả. Mình sống được, mình giỏi được là nhờ lời Phật. Nếu nói cho cùng nữa là bây giờ mình làm gì? Repeat lại lời Phật thôi. Phải quán như vậy đó. Nghĩ được chưa? Hay muốn hết mấy câu nữa? Còn 3 câu nữa thôi. Dạ thưa thầy, một hôm con trai 6 tuổi của con chắp tay và lạy con một cái, con không cho, và bé đã hỏi con, mẹ ơi, tại sao con lạy Phật, lạy các thầy, con không quen mà mẹ không cho con lạy mẹ? Con không biết trả lời sao ạ? Có gì đâu không trả lời, tại mình làm rắc rối không cho nó lạy. Sợ gì? Thì mình nghĩ là lạy là phải khi nào chết mới được lạy hả? Ví dụ mình nghĩ đơn giản thôi. Thôi bây giờ mình còn sống thì mình thấy nó lạy là hưởng đi. Mai mốt nó lạy cái hình không hưởng gì. Thật sự, đây nè, quý vị mà gặp nhau là chắp tay mà xá như vậy nè, cũng là một cái lạy. Rồi tại sao tượng quá trời ngoài đường mình cũng lạy được? Thành thử ra đừng. Một hôm con trai 6 tuổi của con chắp tay và lạy con một cái, con không cho. Bé đã hỏi con, mẹ ơi, tại sao con lại Phật, lại các thầy, con không quen. À, tức là mẹ biểu con lại các thầy con không quen, mà mẹ là người con quen. Mà nó 6 tuổi mà nó hiểu như vậy là nó là giảng sư. Cho nó đi tu sớm đi. Quý thầy thường hay giỡn với nhau. Mỗi khi gặp nhau mời trà, có nhiều thầy nói, thôi tôi không uống nữa đâu. Cái thầy kia thấy giỡn, uống đi, mai mốt uống nguội cũng vậy à. Cho nên đừng có sợ gì cả. Bây giờ con cái mà nó được hiếu thảo với mình, thậm chí nó muốn lại mình, có sao đâu. Quý vị đừng nghĩ là lại như vậy mình tổn giảm gì nữa. Nó là con, mà lại mình cũng tốt thôi. Ví dụ như thọ của cha mẹ đó, hay là ngày lễ Vu Lan, ngày lễ Mother's Day đó, người con có thể quỳ xuống lại mẹ, không có gì trở ngại hết. Thưa đại chúng, cái ngày mà chúng ta sinh ra, chúng ta gọi là ngày sinh nhật đó, phải không? Chúng ta gọi là ngày sinh nhật đó. Cái ngày đó không thể gọi là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật là tại mình gọi thôi, chứ đúng cái ngày đó gọi là mẫu nan nhật. Mẫu nan nhật là gì? Ngày khó khăn của người mẹ. Mẫu nan, nan là khó khăn. Người mẹ sanh mình ra đau đớn, đủ thứ cái khó khăn hết. Thì bây giờ mình tổ chức sinh nhật mình vui, nhưng mà thật sự ra đó, ngày đó là ngày mẫu nan, ngày đau khổ của người mẹ đó. Quý vị thấy ngày Hư Vân không? Sinh ngày ra, ngày nằm trong cái bọc, người mẹ trong cái hơi thở mệt mỏi, ráng ngồi dậy, chồm dậy để nhìn con mình coi nó trai nó gái như thế nào. Bà nhìn một cái bà thấy đứa nhỏ nằm trong cái bọc, bà tưởng quái thai, đứt thở chết. Mẹ của ngày Hư Vân á, khi lớn lên ngài biết câu chuyện đó, ngài thương mẹ mà ngài thấy cái tội của mình, vì mình sanh ra trong cái bọc mà mẹ tưởng là một quái thai, mẹ sợ hãi mà đứt mẹ chết. Quý vị biết khi ngài đi xuất gia rồi, ngài lại từ kinh thành mà ngài lên lại ba bước một lại, lại như vậy mà lên tới Ngũ Đài Sơn trong gần 4 năm trời. Giá rét, mưa gào đủ thứ hết, lại để trả ơn cho mẹ, vì mình sinh ra mà mẹ đau khổ.
Cho nên cái chuyện mà một đứa nhỏ mà nó 6 tuổi nó thấy được cái điều đó, mà đôi khi chúng ta 60 tuổi chúng ta vẫn chưa thấy. Cho nên không có gì trở ngại. Nhiều khi nó là một cái thiện tri thức của mình đó. Nó khai thị cho mình đó. Cho nhiều đứa nhỏ nó khai thị mình hay lắm. Mình đi chợ mình mua cái món hàng thiệt là mắc, cái mình dặn nó lát về ba con có hỏi con nó 10 đồng thôi nghe không. Vậy mà bữa khác cái mình đánh nó, mình nói mẹ cấm con không được nói láo nghe không. Nó nói bữa hôm mẹ biểu con nói láo với ba là mua có 10 đồng. Tu học xuất gia gieo duyên là gì? Xin thầy giải thích giùm con. À, nếu mà có đi mấy cái khóa gieo duyên thì cái này là mấy bạn không cần trả lời nữa. Nhưng mà thưa đại chúng là nói sơ thôi ha. Cái ước nguyện làm người xuất gia đó là ước nguyện của có thể của mình, nhưng có thể trong đời này mình chưa làm được. Vì mình chưa làm được cho nên mới có cái phương tiện gọi là gieo duyên cho mình được làm người xuất gia trong một khoảng thời gian nào đó. Và cái phong tục này nó đã có từ thời Đức Phật, có trong nguyên thủy Phật giáo. Ở Miên, ở Lào, ở Miến Điện, ở Tích Lan, một người con trai khi lớn lên, chuyện đầu tiên là phải đi xuất gia 3 năm ở Thái Lan luôn. Có hai ý nghĩa. Một là để trả ơn cho cha mẹ. Hai là người thanh niên đó ở chùa 3 năm là đã được hấp thụ một cái nền đạo đức căn bản. Chùa sẽ cấp một cái giấy, người này đã tu đủ 3 năm. Mai mốt đi cưới vợ, người ta coi giấy chứ không coi mắt. Coi họ có cái giấy tu đó không. Nếu mà họ có cái giấy đó, nghĩa là một người này đã có trải qua một thời gian tu đạo đức, yên tâm đưa con gái mình cho nó. Sau 3 năm không tu nữa ra đời. Đó là tu gieo duyên. Vừa rồi Pháp Hòa qua Miến Điện, gặp mấy cái anh làm việc bên đó. Pháp Hòa hỏi mấy anh tu gieo duyên hết chưa. Họ nói con đi tu 2 lần rồi. Một lần lúc 6 tuổi và một lần 20 tuổi. Rồi tùy theo cái ước nguyện của mình, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng tùy. Cho nên thưa đại chúng là gieo duyên là gì? Vì chúng ta chưa có duyên, đủ duyên cho nên chúng ta phải gieo. Đây nè, thế gian mà hai người không gặp, hậu mới có nghe giới thiệu nhau thôi mà còn xin số phone để mà tạo duyên quen biết. Kết gì đó, kết nghĩa, kết tình, kết hôn, liệu hồn gì đó. Rồi kết đủ thứ hết, tới hồi gặp cũng hết hồn như thường vậy. Vậy thì xuất gia là một ý niệm xuất trần tu đạo. Chưa đủ duyên, bây giờ đi gieo duyên. Gieo sao? À, người tu thọ giới, đắp y, ăn như vậy, ngủ như vậy, đi như vậy, ngồi như vậy. Mình học hết các cái cách đó để mình gieo cái duyên sống như người tu. Mà nếu mình đi được nhiều khóa như vậy, mình thuần, mình về nhà, mình sống an lành, sống đẹp như người tu cũng tốt chứ có sao đâu. Cho nên gieo duyên là vậy đó. Mà không phải xuất gia, dù ở đời hãy muốn cái gì là phải gieo duyên đó. Muốn làm ăn phải gieo duyên làm ăn. Muốn làm Phật tử phải gieo duyên là Phật tử nghe Pháp. Còn muốn mê tín là đi gieo mê tín. Nói chung là mình thích cái gì mình mới gieo cái duyên đó. Cho nên mình cúng dường, mình nói dạ con xin cúng dường thầy để con kết duyên với thầy, con gieo duyên với thầy. Nhớ nói cho đúng chữ chứ đừng nói kết hôn à. Có một lần Pháp Hòa đi chứng cái cưới, đám cưới đó, thì trước khi lên xin cái cưới thì Pháp Hòa mới hỏi ông chủ nhà. Ông nói là thưa thầy, ngày đó tháng đó con thỉnh thầy chứng lễ cưới cho gái con với con rể. Thì đứa con gái thì Pháp Hòa biết rồi, cho nên ông hỏi rể chú tên gì. Ông nói dạ con không biết. Mình ngạc nhiên, mình nói ủa ông này sao lạ, ba vợ mà không biết tên rể. Lát ông đi xuống dưới lầu, ông nói trời ơi, nãy thầy ông hỏi tôi á, thằng rể tôi tên gì tôi đâu có dám nói, tại vì rể tôi nó tên Hòa.
Quý vị hiểu không? Tại vì thầy Pháp Hòa mà hỏi ngay ổng, mà ổng nói dạ rể con tên Hòa, Pháp Hòa trợn ổng làm sao? Lát sau cái mấy chú Phật tử lên kể Hòa nghe, nói thầy, thầy nãy á, anh đó anh nói là anh không phải anh bất kính với thầy đâu, mà thầy hỏi tên anh không dám nói, tại rể nó tên Hòa. Ông nói trời ơi có gì ông đâm nói, miễn ông đừng nói nó tên Pháp Hòa là được rồi. Rồi bây giờ thôi Pháp Hòa trả lời một câu hỏi nữa thôi, rồi chúng ta sẽ nghỉ, tại vì ngày mai quý vị còn phải đi làm. Bạch thầy, công đức đời và đạo khác nhau như thế nào? Thưa đại chúng, hiện tại trong cuộc sống chúng ta có đời, có đạo. Đời là theo cái nghĩ của chúng ta là những người sống bên đời vậy nè đó, vợ chồng con cái vậy đó. Đạo tức là những người hướng tâm tu tập. Nhưng mà thật sự ra trong đời phải có đạo, trong đạo phải có đời, chứ không thể tách rời đời với đạo. Đặc biệt là đạo Phật. Cái chữ đạo Phật ở đây Pháp Hòa muốn nói là không phải chúng ta tôn thờ một đấng thần quyền nào như Đức Phật, mà đạo Phật ở đây là gì? Nghĩa là con đường hướng dẫn chúng ta đi tới chỗ sáng suốt, tỉnh giác, để chúng ta sống, chúng ta có hạnh phúc. Đó là đạo Phật. Vì chữ Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Đạo Phật nghĩa là con đường chỉ dẫn chúng ta sống tỉnh, sống giác, sống không mê lầm. Chứ không phải chúng ta đăng ký làm member của một tôn giáo, rồi lại cái ông đó, cúng cái ông đó để gọi là cái đạo đó. Cái đạo đó là chúng ta tạm dùng để có một cái ý nghĩa là tôn giáo vậy thôi. Chứ còn đạo Phật không phải tôn giáo. Đạo Phật là con đường để sống. Vậy thì một ngày nào mình còn cõi đời này, ngày đó còn đạo Phật. Vì con người còn sống là cần phải có công thức để sống. Có những người sống nhưng mà sống rất đau khổ, sống rất buông lung, sống không có ý nghĩa, thì đạo Phật cho mình cái tuệ giác sống như thế nào có ý nghĩa, không buông lung, lợi mình lợi người. Vậy thì trong cái đời của họ nó có đạo. Tại vì có thể họ không đi chùa, có thể họ không đi chùa, nhưng mà đời sống của họ không có cái gì xa đạo. Vì họ nói, họ có quán chiếu lời nói, bản thân họ ăn uống, họ biết tiết chế, họ biết sử dụng cái gì mà lợi cho người, mà buông bỏ cái gì mà hại người. Người đó có thể không bao giờ đi chùa, nhưng mà nơi đời của họ chưa bao giờ xa đạo. Vậy thì chúng ta không thể tách đời với đạo. Vậy thì thí dụ như bây giờ nè, chúng ta sống là chúng ta ai cũng còn muốn hết á. Nhưng mà nếu không có đạo Phật chỉ cho chúng ta muốn cách làm sao, là chúng ta muốn vô chừng và muốn rất là nhiều, và muốn không có dừng nghỉ, và thậm chí có những cái không cần mà vẫn muốn. Chẳng hạn như đồ free, chỗ nào mà free là lái xe tới hốt, mà nhiều khi mình chưa biết có cần hay không. Thì bây giờ đạo Phật sẽ cho mình tuệ giác, con có cần nhiêu đó không? Con không cần bao nhiêu đó thì con nên để lại cho người khác xài. Tại vì con lấy mà con không xài thì không phải là cần nữa, mà không phải là muốn nữa, mà nó thành tham. Chứ còn bản chất muốn thì cần phải muốn thôi. Cuộc đời này sao không muốn được? Muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm này, muốn làm kia. Nhưng mà cái mình lấy về mà không phải mình muốn, mà cũng không phải mình cần, thì là tham chứ gì nữa. Thì đạo Phật chỉ cho mình cách sống là sống mà giảm tham, chỉ lấy đúng cái nhu cầu chứ không có tham cầu. Chúng ta vẫn ăn phải không? Nhưng mà ăn không có chánh niệm là ăn, ăn càng ăn càng bệnh. Còn Phật giáo dạy chúng ta ăn mà có tiết chế. Ăn mà có tiết chế, ăn vừa thôi. Và thậm chí có cái đó nó độc lắm, đừng có ăn. Nó ngon thì thử một chút cho vui, nhưng mà nó không phải là món chính. Nên đạo Phật dạy sống miễn hạnh phúc là được. Dạ con uống rượu con rất hạnh phúc. Con có chánh niệm uống rượu, con có chánh niệm hút thuốc, đúng rồi. Con có chánh niệm hút thuốc nhưng mà tuệ giác đâu? Con hút thuốc mà để nám phổi, con uống rượu để cháy gan, con đánh bài để tiêu hao tài sản, thì chánh niệm ở chỗ nào?
Chánh niệm chỉ cho con được là con đang đánh bài, nhưng mà tuệ giác không có. Đánh bài dẫn tới cái gì? Vậy thì con chơi bài mà không có đạo Phật, nhào vô cái chuyện chơi bài con là nhà con sập, hạnh phúc con quăng. Nói dạ con sống ở đời này con cần xã giao, đạo Phật sẽ nói dạ xã giao thôi chứ đừng xã láng. Xã láng là sáng về sớm. Xã giao thôi, tức là uống chút để xã giao, nhưng mà đừng tập mình ghiền. Vậy thì trong cuộc đời này không thể thiếu đạo. Nhưng mà người ta đau khổ vì cái đạo của người ta. Ai không đi theo đúng là người ta diệt, người ta giết, người ta làm đủ kiểu hết. Đạo Phật thì không. Bởi vì sao? Vì đạo Phật đâu phải tôn giáo để giành giật member. Nó là con đường để sống mà. Ai cũng có quyền tiếp nhận con đường này cả. Không lẽ đạo Phật muốn sống vui, sống hạnh phúc rồi đạo khác không muốn sao? Đã là con người thì ai cũng muốn sống hạnh phúc. Mà căn bản nhất, hạnh phúc nhất là gì? Là năm giới. Đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng tà hạnh ngoại tình, đừng nói dối lường gạt, đừng rượu chè cờ bạc. Đó là không làm ác. Bây giờ làm lành nè. Đừng sát sanh mà phóng sanh, đừng trộm cắp mà bố thí, đừng tà hạnh mà chánh hạnh, đừng nói dối mà nói thật, đừng rượu chè mà ăn uống có tiết chế. Đó là làm lành. Thì ngay cái năm giới mình giữ thôi là bỏ ác làm lành, giữ tâm trong sạch. Mà bây giờ gom lại cả giáo lý đạo Phật, nó có ba câu đó thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bây giờ mình, người ta sẽ hỏi mình một câu hỏi là đạo Phật dạy rất nhiều giáo lý, bây giờ anh có thể summarize hết lại cho tôi một câu đạo Phật dạy cái gì then chốt để sống? Quý vị nhớ dùm ba câu đó thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Thế nào là không làm ác? Nói rồi phải chỉ. Giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Là Pháp Hòa nói tắt đó. Rồi uống rượu mà nói đủ ra là rượu, chè, cờ, bạc, phúc, sách, xì ke, ma túy, tất cả cái gì ghiền đều nằm trong giới thứ năm. Đó là không làm ác không? Dạ, mà biểu làm lành làm sao đây? Bố thí. Không nói dối mà nói lời chân thật, không chửi rủa mà nói lời hiền diệu, không đâm thọc mà nói lời gọi là hàn gắn, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích, đó là làm lành. Cho nên Phật tử bước đầu là thọ năm giới, rồi sau đó thọ 10 giới, rồi thọ Bồ Tát giới. Và thọ Bồ Tát giới là gì? Là rộng độ chúng sanh. Thọ thập thiện là gì? Là làm các việc lành. Thọ năm giới là gì? Dứt các điều ác. Thế thì tại sao chúng ta không chịu quy y? Quy y để phát nguyện. Mà có phát nguyện thì có tiến lên, có tiến tu, có vững chãi. Còn không phát nguyện thì không làm. Ví dụ thầy trụ trì đây phone ấy, thầy Pháp Hòa, thầy tới, thầy thăm Phật tử, thầy nói chuyện buổi đâu? Dạ con không hứa. Tới được là tới. Thì tới không? Không chắc. Mà thầy có dám thông báo Pháp Hòa tới không? Không. Tại vì Pháp Hòa đâu có hứa đâu. Mà không hứa thì không để lòng, mà không để lòng là không thực hiện. Ngược lại Pháp Hòa nói dạ con sẽ tới, là Pháp Hòa hứa, là Pháp Hòa sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Vì Pháp Hòa hứa cho nên thầy mạnh dạn thông báo. Vì thầy mạnh dạn thông báo chắc chắn trên giấy tờ, cho nên quý vị mạnh dạn lái xe đi. Chứ nay thầy nói tới đi tôi cũng không chắc nữa. Thôi thầy ơi, con còn phải chuyện của con nữa. Thấy không? Thành thử một lời không hứa thì đình trệ rất nhiều thứ. Còn khi chúng ta phát nguyện, chúng ta tu rồi đó, lập chí vững chắc như kim cương, chúng ta phát nguyện tiến tu thì không bao giờ có sự lui sụp. Cho nên tu là phải phát nguyện, làm việc gì phải phát nguyện. Hai vợ chồng cưới nhau phải có phát nguyện: anh xin cưới em làm vợ, anh xin cưới em xin nhận anh làm chồng. Để chi? Để chính thức biết rằng mình có bổn phận làm chồng làm vợ. Thương nhau là đủ mà tại sao phải có đám cưới? Đám cưới để xác định, để mình sống đúng bổn phận. Quy y để xác định mình là Phật tử, để sống đúng bổn phận của Phật tử. Cho nên quý vị đừng sợ quy y, mà cần nên quy y. Cần nên quy y để chính thức phát nguyện con là Phật tử. Phật tử sống sao? Cố gắng nói như Phật, sống như Phật, nghĩ như Phật. Mà Phật là gì? Là giác. Vừa muốn suy nghĩ, ai để cái đồng hồ đây nè, mới lắm à, hiệu mới nè, định bỏ một tối rồi. Trời ơi, người ta mất cái này, người ta khổ rồi, về gia đình trả lại.
Cho nên mình vừa định làm cái việc đó, tuệ giác sanh ra liền. Phật nó có liền, Phật là giác mà, nói cho mình biết đừng làm cái đó. Vậy thì trong này nói công đức đời với đạo, làm được như vậy công đức lớn. Vì công đức là gì? Là do cái tâm tu, do cái sự suy nghĩ kỹ trước khi làm. Thí dụ như quý vị nói một lời lành cho ai có công đức, tại vì mình nói mà có yên, có chánh niệm cái điều nói. Pháp Hòa ví dụ như ông A nói xấu ông B, mình là ông C, mình nghe. Nghe xong mình tới ông B, mình nói B ơi B, để C nói cho B nghe. A nói xấu B thậm tệ, mà C nghĩ kỹ rồi, làm bạn phải nên tốt nhau, bữa nào tôi nói hết cho Du biết, để Du phòng ngừa cái người kia. Thêm câu này nha, A nó không có tốt như B nghĩ đâu, C mới là người chứng kiến nè. Trời ơi, mình nói xong cái hai bên đâm thọc gây ngộ xích mít. Cái nói đó rất thật, nhưng mà cái thật đó có lợi cho ai không? Thì cái đó gọi là lời nói vô ích. Mà mình nói, cái ông B nói, ông A có nói gì tôi không? Dạ không, tôi chỉ tới chơi với ảnh, và ảnh không có nhắc gì tới anh hết, ảnh không có nói gì hết. Nói thật nói dối, rõ ràng ta có nói, nhưng mà mình biết mình nói cái gì và cần nói. Nói như vậy là nói có công đức. Nói có công đức. Thằng con nó gây với ba nó, rồi xách áo nó đi. Ở nhà ổng la bà vợ, nói ba đó nghe, không có được cho nó về nữa nghe. Bắt phone liền, mày đi luôn đi mày, ba mày không cho mày về nữa. Như vậy là mình nói thật phải không? Nhưng đâu phải. Mình nói thật mà cho cha con thêm mít lòng, xích mít. Con à con, ba con la con vậy thôi chứ ổng thương lắm. Con nghe lời mẹ đi, con về đi. Mình phải nói làm sao để kêu đứa con nó trở về, chứ mình đâu nói thật. Cho nên nói thật mà không chánh niệm thì nói thật không có công đức. Vậy thì công đức ở đâu? Công đức từ cái chỗ chúng ta có suy tư, có tu tập. Còn phước đức là cái hành động bên ngoài, cho tiền, cho gạo, cho áo, cho cơm gì đó, đó là có phước đức. Còn công đức là do mình quán chiếu mình tụ. Cái của mình cho là phước đức, cái cách mình cho là công đức. Vậy thì mình sống trong đời vẫn có công đức nếu mình biết sống. Ngược lại, nếu vô trong đạo làm Phật sự mà không biết cách làm thì trong đạo này là tạo nghiệp. Mình nấu cho người ta ăn mà người ta lỡ ta ăn mà mắng xả người ta, mình thế này thế nọ người ta, nhiều khi mình làm phước đó, mình làm công quả đó. Nhưng mà công thì cũng có, mà quả thì cũng to, quả lụa. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên phước là do mình, cái mình đổ cái gì mình, cái tướng người ta thấy được. Cái phước là cái thấy được, còn cái công là người ta không thấy. Cái đó nó ẩn, cho nên người ta gọi là âm đức. Cái đức là cái không thể thấy, còn cái phước là mình có thể nhận. Ví dụ như thấy người đó đẹp nè, sang nè, con thương nè, vợ quý nè, mình nói sao anh có phước quá, phải không? Nhưng mà cái người đó sống á, biết thương người, biết giúp người, mà thậm chí cái người kia tệ bạc mà vẫn khuyên lên, trời ơi cái anh đó anh sống có đức lắm, anh ở đời có đức lắm. Cái đức là cái cách sống, còn cái phước là cái hiện tượng bên ngoài, mà cái đó nó hết. Còn cái đức là sao? Nó vô cùng vô tận. Thì thôi, bây giờ ca tóm lại là công đức, đạo và đời nó không có khác. Và thậm chí nói thêm nữa, bây giờ mình đem cái đạo mình độ cho người, tức là mình đem mình cứu khổ một con người đau khổ và mình cứu một con người đang đói, thì quý vị thấy cái nào hơn? Cái đói thì no hai tiếng sau nó hết. Cho nên còn cái khổ là khổ tâm mới khổ triền, khổ tâm mới là cùng cực. Cho nên mình cứu một người khổ tâm á, nó quý. Còn mình cho một người cơm ăn cũng được, nhưng mà so ra cái mà trọng khổ tâm lớn hơn. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này con người khổ tâm nhiều hơn là khổ nghèo. Có như Ấn Độ đó, nghèo dữ lắm mà đâu có khổ. Tại sao? Có gì nữa đâu khổ. Họ không có cái gì để giữ, vì họ không có cho nên họ không có giữ. Mà không giữ thì không lo, không khổ.
Cho nên mình qua bển mình nói trời ơi tội nghiệp với người Ấn Độ quá, họ nghèo quá, tội nghiệp ghê vậy đó, nhà trống trơn à. Cho nên họ đi một tháng họ không lo. Còn họ nhìn mình nói trời ơi tội nghiệp bà ghê vậy đó, nhà bà cái gì cũng có cho nên bà không dám đi đâu. Thôi chắc vậy được rồi. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy. Thầy đã tạo duyên cho con cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương này và các vùng phụ cận. Kính thưa đại chúng, chiều hôm nay thật sự là sau 4 ngày sinh hoạt ở tu viện Huyền Quang, phần lớn là các chương trình là do Pháp Hòa điều khiển hết. Đến chiều hôm nay là 4 giờ rồi mà Pháp Hòa còn lu bu và rất là mệt. Thì Pháp Hòa chỉ nói với cái vị nó cho Pháp Hòa xin 15 phút để nhắm mắt. Nhưng mà nó sợ khổ nổi, nó nhắm mắt mà nó không ngủ. Cuối cùng phải ngồi dậy để đi. Tuy rằng cái thân có mệt, nhưng mà Pháp Hòa có cái điều đặc biệt là khi đến đây ngồi xuống rồi thì không còn mệt gì nữa. Và Pháp Hòa đủ năng lượng để sinh hoạt với đại chúng suốt 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Thì như vậy đại chúng sẽ thấy rằng cái tâm lực nó cần thiết hơn là sức lực. Khi chúng ta làm việc gì cho ai nên dùng tâm lực nhiều hơn sức lực. Nếu chúng ta chỉ dùng sức lực thì chúng ta sẽ kiệt lực. Vì tâm lực là cái vô cùng vô tận, nó bao hàm tất cả. Từ đâu mà ra? Từ niềm vui. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa rất vui để được thăm đại chúng chiều hôm nay. Và cũng xin cảm ơn tất cả những câu hỏi. Nhờ những câu hỏi này mà chúng ta có đề tài để chúng ta tám với nhau. Và cũng xin sám hối với những câu hỏi mà Pháp Hòa chưa có trả lời được, là bởi vì đêm đã khuya, trời đã lạnh, đại chúng ngồi đây sức đã kiệt. Thì chúng ta sẽ tạm gác, nhưng mà những câu hỏi này Pháp Hòa để dành lại. Có một dịp nào, một buổi nào Pháp Hòa sẽ trả lời, là đại chúng có thể nghe được những câu hỏi của mình ở những cái nơi khác. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc, đời sống thật là bình an, hạnh phúc. Và mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau. Có những người đủ duyên gặp trước rồi, có những người chưa đủ duyên gặp, chỉ gặp nhau on YouTube thôi. Và chiều hôm nay được gặp, thì dù mới, dù cũ, dù lâu, dù mau, cũng cùng chúc cho đại chúng cùng một tâm nguyện với nhau, đồng tu Phật Đạo, đồng được sở nguyện của mình. A-di-đà Phật.